Có hình nữ nó tức quá mà, nên nó đập thẳng vào đầu thằng này liên tục như thế này. Láo nè, láo nè, láo nè, nhả chân tao ra. Không hiểu sao nó không cắn bà gãy thằng Eren cho nó nhanh. Sau khi quánh Eren như một cái mền rách và quẳng hắn lại như một đống rác, thì cô bỏ chạy về phía bức tường. Eren bị bức sạch tóc nằm đó cay quá. Hào quang nhân vật chính lập tức soi sáng thêm một lần nữa, lập tức hóa thành dạng Titan cùng chiến dưới theo Annie. Đây là một thứ không hề có trong manga. Hắn như cục tay thọt chân nhưng lại có siêu tốc độ. Show có hình nữ té vật ra đất. Mùa này là xong phim có hình nữ rồi. Một tư thế rất là lỏng lẻo nha. Eren quyết định sẽ cắn gai Annie, chứ nhất định không làm trò gì khác đồi bại. Con này sợ quá, lập tức phản kháng, nhưng bị Eren bóp cho nát đầu, máu phụt tung tóe. May mà không văng mấy con mắt ra. Dù gì cô cũng là một siêu chiến binh cận chiến, lập tức tung cù chỏ vô mặt hắn. Sau đó thì gạt chân cho hắn té, rồi đạp một cước khiến hắn bay thẳng vào bức tường phía sau.